Sáng nay tại công viên Thủ Dầu Một, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một tổ chức phiên chợ không đồng thường niên hàng tháng. Dự trao quà có bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Đây là một phiên chợ đặc biệt trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phiên chợ đã trao 200 phần quà cho các cháu, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm bánh, sữa, tập sách vở, quần áo, truyện. Các phần quà do Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động các cá nhân, tổ chức, cơ sở ủng hộ trao tặng. Thời gian qua, hưởng ứng đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị do Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố và 14 phường đã hưởng ứng tiêu chí xây dựng hình ảnh người công dân 5 gương mẫu, nhân ái, nghĩa tình, sống có trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ cho người lao động, hộ dân nghèo, hộ khó khăn, công nhân người lao động.